Yo yo, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình và mình nhà Rùa đây. Thì clip hôm nay mình sẽ làm về cái cây FAL phiên bản súng của Hero siêu VIP Pro Max luôn anh em. Cái cây này có chức năng cực kỳ bá đạo ở trong chế độ AI anh em. Đây là một cây súng free mà anh em phải cày ở trong chế độ AI rank season 4 mùa này mới có thể sở hữu được. Đấy, cái đám thôi. Úi rồi ôi, đám vào đầu kìa. Đám to khủng bố luôn anh em ơi. Cây này táp nói chung là tâm nước cái kiểu đứng một chỗ anh em. Phê vãi cả trưởng. Anh Diệt. Ui đạn nó găm vào tường kìa. Cây này sấy thì phải gọi là giật gọi bằng bố luôn anh em ạ. Chỉ táp thôi anh em, táp phê vãi. Mình táp có mấy viên mình toàn kêu. Sợ vãi rồi. Đấy, đấy anh em đâu. Táp chuẩn một viên vào đầu một kêu. Đây mình sợ vãi rồi. Anh em nghe tiếng súng của cái cây này có giống như kiểu phóng lựu liên thanh không anh em? Nghe giống kiểu phóng lựu liên thanh nhỉ? Nghe nó cũng đã tài phết đấy. À, mấy bạn zombie non đây. Tết hàng. Ui ôi. Bắn bừa vào đầu bốc hơi luôn. Tuyệt vời. Ôi, toàn hết sọt. Đã. Các bạn zombie ơi. Đưa mồm đấy. Mình nhất đại vào mồm các bạn nào. Multi kill. Nạp đạn nhanh vãi lìn anh em ạ. Ui, mẹ ui spawn hồi sinh ạ. Đúng rồi, cứ nhìn đi, đừng nhảy qua làm gì hết. Gần hết thời gian rồi, cứ dã nhau thôi. Ui, lòi mồm. À, cam. Úi xời, vỡ bom bần trưởng. Ui, đã mãi. MP1 luôn rồi. Ghê, cẩn thận. Ui, chỉ tá. Ui, chạy, lắc ba đi bộ. Cái cây này nạp đạn nó phải gọi là tốc độ bàn thờ luôn anh em ạ. Thường thường mấy cái súng AI thì vào trong chế độ zombie sẽ không có một chút nâng cấp gì hết. Gài đạn các thứ nó vẫn như vậy. Nhưng mà có vẻ cây này là một cây đặc biệt đấy anh em ơi. Chị tá làm gì đấy. Úi dồi ôi, cấp cuối ạ. Bốc hơi thần trưởng. Úi dồi, mấy ba Z KS em cho cố vô. KS em cho cố vô. Một viên một kill. Sợ chưa? Vãi đạn thật. Tới giúp nháy. Găng tay robo này đỡ hộ. Ý, làm gì. Mấy bạn vô đây. Ui, cẩn hết. Đám to chứ anh trưởng anh em ơi. Phê. Nào từ bạn xếp hàng lên. Đúng rồi. Ôi ông kia sợ quá nhảy xuống luôn ạ. Đỡ làm sao được với cây súng định mệnh hủy cơ mà nó diệt này đúng không. Cái này sấy giật quá anh em ạ. Cây chỉ táp rồi. Sấy đường đạn nó đi đâu ấy. Mù nè. Ôi mất giáp luôn. Ui dồi ôi phê. Quá phê. Cái cây này vô cùng bá đạo ở trong chế độ AI nhá anh em. Mấy cái súng rifle như thế này thì anh em có thể biết là chắc chắn nó sẽ thay thế cái cây súng robot kia rồi. Cái cây này khi anh em vào chế độ AI thì chị anh em có chức năng phóng lựu. Phóng lựu mạnh cực luôn. Nhưng mà trong chế độ zombie thì không có. Nhưng mà chế độ zombie có phóng lựu nữa thì thôi chứ zombie khóc cái tiếng mán à. Mình thấy bắn như thế này nó ra quá khủng khiếp rồi đấy. Tại vì cái tốc độ nạp đạn của nó nhanh quá. Như một cái VIP luôn đấy. Uầy, phê. Bắn này kiểu chị tá. Làm sao? Anh tính đơm em mà. Găng tay robo. Bong. Vỡ đầu liền. Chị tá đâu ở nghi chị tá lấp đầy lắm. Ôi nhấp nháy nhiều. Ok. Ôi giời ơi bắn mù hết cả mắt. Nhấp nháy nè. Ngon.
Cây này táp vô địch thiên hạ mấy lần anh em ạ. Đường đạn nó thẳng bưng à. Mà sấy thì hơi củ chuối tí. Ui không ké được. Nhưng mà đối với mình như vậy là quá khủng khiếp cho một cái súng AI rồi. Skin đẹp, nạp đạn nhanh, tam ổn. Vô chế độ AI thì cũng phải gọi là quẩy quái, nó phải hết sảy các bà bảy luôn. Quá tuyệt vời, có một cái súng rifle. Ui ui, đam kìa. Từng bạn lên một thì mình không ngán nhá. Ôi, chỉ đá vào giả đi. Tơ nè. Nhà có mặt phố bố làm to nhiều đạn. Nhìn. Vỡ mồm. Phê vãi lìn. Lâu lắm rồi CS Việt Nam mới có một cái súng mà kiểu phiên bản mới lạ như thế này anh em ạ. Đợt gần đây nhà phát hành họ cập nhật liên tục những cái chế độ AI để cho anh em PvE cày cuốc. Toàn những cây súng chất lượng. Ui ôi. Giờ thêm cái cây súng này nữa, quá tuyệt vời. Ok, chưa kịp bắn xong bắn đao rồi. Nhìn cái gì, anh bóng tối nhìn cái gì? Chưa thấy súng của hero bao giờ à? Ui. Súng của hero. Mày, ấy à. Tí nữa cho bà đi lên bàn thờ cắm gà tỏa thân rồi. Làm sao, nhìn ai. Rớt ngay. Liếm. Cái SP ông tìm bì ngon vãi lìn. Bắn tầm 3 bên đầu anh em. Đam to đường đạn chuẩn. Phê vãi. Mình nghĩ cái này là bắn xuyên giáp đấy anh em ạ. Cảm giác nó xuyên giáp lắm đấy, vãi lìn thật. Ông phải chém cái gì đấy, bệnh đã là hình xịt ông ơi. Lạng đi đâu. Người ta bắn hụt hơi bị nhiều đấy. Mỗi tội là một băng đạn của em nó chỉ có 25 viên đạn thôi anh em ạ. Mình kích 6 cái rifle thì có 37 viên. Nào. Piu, đi luôn. Thứ thì chịu được. Chạy đi mình cover. Ui nhảy hụt còn nhảy hụt nữa chứ. Diễn biến. Cao vậy không trúng ạ. Ảo ma Lazada thật đấy. Kia ngồi cam ạ. Camber. Ôi địch mình đã móc nít rồi. Móc nè. Anh em có thể để ý kỹ cái tên của cây súng này, nó chỉ mới gọi là level 1 thôi anh em ơi. Thì nó có 3 level lận. Để tí nữa mình sẽ ra nâng cấp lên level 3, level max, xem em nó sẽ như thế nào nhé anh em. Bây giờ cứ test trước level 1 đi. Nhìn khá đẹp mắt đấy. Ui, mới bảo cần chiến tơ luôn vậy. Ác thiệt. Ui, nhảy đầu với nhau mà chém luôn kìa. Em xin. Ui đồ hồi tâm của nó khủng khiếp thật đấy. Táp đúng kiểu đạn đứng im một chỗ luôn. Ui. Vãi thiệt. Vãi súng. Hàng free trên lần dạo này chất lượng quá. Trời ơi chị tá. Cái kiểu cảm giác nó bắn được slow zombie ấy anh em. Cái cây này nó bắn được cả slow zombie cơ. Bắn cái chậm zombie á. Đi săn đã vãi. Trời, nó mà có chức năng đập váng chụp phải đó thì vô địch nhờ. Đến đấy. Vỡ mồm. Ôi loài mồm. Loài sơ mồm. Về thế. Tiếp tục nào các bạn ơi, các bạn giữ pinon ơi. Ây dạ, mình vừa nói với bạn xong mấy bạn cào luôn ạ.
gì đâu mà thật thà thế không biết. Trời, bắn tào lao tao vào đầu anh em ạ. Chả hiểu kiểu gì luôn đấy. Phể vãi.